báo cáo thường niên năm 2023 của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova, mã chứng khoán NVL tại ngày 29 tháng 12 năm 2023, Novaland có tổng cộng 77.191 cổ đông, trong đó có 179 cổ đông tổ chức và 77.012 cổ đông cá nhân. Như vậy, so với năm 2022, Novaland đã tăng thêm 17.591 cổ đông và số lượng cổ đông của Novaland tăng vọt trong bối cảnh cổ phiếu NVL có nhiều biến động mạnh cùng làn sóng giảm sở hữu của nhóm cổ đông liên quan đến chủ tịch hội đồng quản trị Bùi Thành Nhơn Theo báo cáo quản trị mới công bố tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2024, nhóm cổ đông này chỉ còn nắm giữ tổng cộng chưa đến 42% cổ phần tại Novaland và tính chung cả năm 2023, Novaland lãi sau thuế gần 685 tỷ đồng chỉ bằng gần 1/3 năm 2022.